Chào cả nhà, hôm nay tiếp tục cái bài tiếp theo nhá. Vậy tiếp tục là cái phần mềm Adobe Illustrator và các cái công cụ tiếp theo. Mời cả nhà cùng theo dõi. Nấu. Hôm trước nhá, hôm trước đang vẽ dở, tức là cái công cụ vẽ. Đây nhá. Hôm trước mình đã học cái mình học cái cắt hình này rồi đúng không? Tức là dùng cái này để cắt hình này em biết rồi đúng không? Cái này biết rồi đúng không? Ấn vào này. Xóa cái này đi này. Cái này là đang rời ra nhá. Ấn group này. Đúng không? Bây giờ để nối hai cái hình này lại với nhau đúng không? Thì bây giờ em ấn lệnh mép này là xong đúng không? Nó mép lại với nhau đúng không? United đúng không? Là nó sẽ mất hai cái hình lại với nhau đấy. Nhưng mà bây giờ có một cái vấn đề nữa là đây nó là hình kín nhá. Hình kín tức là gì? Hình kín tức là khi mà em đổi màu cho nó thì nó sẽ có màu đúng không? Đúng không? Nhưng ở đây nhá, anh sẽ cho em thấy một cái gọi là hình hở nhá. Đây là đấy, khi mà em đấy nét thì nét nó cũng sẽ kín hết đúng không? Nhưng đây là hở này. Tức khi em chọn một điểm này. Trên này này, trên bảng lệnh này, em nhìn đây. Đấy, cái phần liên quan đến các lệnh này, hai cái này là hôm trước biết rồi đúng không? Là biến từ thành vuông tròn, tức là nó có cái neo và không có neo đúng không? Thành cái góc nhọn và cái mà có thể điều chỉnh được cái độ cong đúng không? Thì bên cạnh đây này, nó có mấy cái này này. Cái này là cộng trừ thì cũng biết rồi đúng không? Nó chính là cái cộng trừ để mà xóa bớt điểm với thêm điểm đấy. Nhưng mà để ý nhá, hôm nay là sẽ học về cái này này. Cái này là cái phá ra này. Phá ra này. Rồi trừ, đây là cái kéo này, tức là cut path này, add the select, anchor point này. Đấy, tức là nó sẽ phá vỡ cái điểm đấy. Em thấy không? Đấy, gãy ra rồi đúng không? Khi mà anh ấn cái này nhá, để chuyển ra hình, nó vẫn ra màu nhỉ? Nhưng mà ra màu đây là nếu mà như này là nhìn là hình màu nó bị méo đi này. Nó vẫn ra màu, chứ nó không phải là không ra màu. Nhưng mà ở đây nếu mà mình đưa thành nét thì mình sẽ thấy nó bị hở ở chỗ này, đúng không? Cái này cũng thế này. Anh phá nó ra này. Phá ra này. Đấy. Bỏ cái đường này đi này. Ấn vào đây nhá. Shift X nhá. Lại tắt là Shift X nhá. Đúng không? Thì em thấy là bây giờ nó thành hai cái đường hở đúng không? Bây giờ anh lại nối lại nhá. Anh lại ghép lại hình nhá. Anh ghép lại hình này. Anh để chuột vào đây này, để chuột đây đúng đến đúng cái điểm nó hiển thị là cái anchor point này. Đấy. Thì là mình ấn vào đấy để giữ. Tức là lúc đấy là nó chọn đúng vào cái điểm đấy rồi. Thì mình sẽ để sang đây. Và nó cho nó chạm vào đây. Đó. Cho nó gần chạm vào đây. Thì mình sẽ thấy là cái điểm này của mình này. Nhìn cái này hơi khó nhìn nhá, để cho thành cái nét rất là mảnh nhá. Ở đây chọn nét rất mảnh để cho dễ nhìn nhá. Thì em sẽ thấy ngay là hai cái điểm này nó đã gần như dính vào nhau đúng không? Đấy. Em chọn cả hai điểm này, tức là chọn bao qua cả hai điểm này. Chọn A nhá. Cái thao tác chọn là bao qua cả hai điểm này. Đúng không? Đây nó sẽ hiện ra cái này này. Nó hiện ra cái này này, connect này. Đấy, tức là kết nối hai cái điểm này lại với nhau. Đấy. Thì bây giờ nó đã liền lại với nhau rồi.
Em bật nào ở đây này, đấy nó liền lại với nhau này. Đúng không? Nối điểm. Nối điểm đấy, đây gọi thao tác nối điểm đấy. Cái này cũng thấy này, kéo sang này. Cho dính vào đây này. Chọn cả hai này. Đấy, kết nối lại, đấy. Đấy là cái thao tác gọi là nối điểm. Nhưng mà để ý nhá, khi mà nối điểm thế nhá thì là hai cái neo này này, nó là hai cái phần rời nhau riêng biệt hẳn ra nhá. Em kéo cái này nó không ảnh hưởng đến cái kia đúng không? Đúng không? Nó rời hẳn nhau ra đúng không? Em thấy nó tạo thành một cái góc nhọn được đúng không? Thì nếu mà muốn để nó quay lại thành một cái đường trơn tru như giống như ban đầu ấy thì lại ấn lại vào đây đúng không? Đấy thì bây giờ nó lại liên kết với nhau rồi. Tức là điều chỉnh một cái thì nó ảnh hưởng sang cái kia luôn, đúng không? Còn lúc nãy là nó vẫn là liên kết với nhau, đúng không? Hai điểm đấy nó đã nối với nhau rồi, nhưng mà cái điểm này nó giống như kiểu là, tức là nó giống như kiểu khi mình đang vẽ dở một đường ấy, giống như khi cái dùng lệnh P này, mình đang vẽ dở một đường này thì mình giữ an đấy. Em nhớ cái lệnh đấy không? Hôm trước anh dạy không? Giữ an xong ấn vào đây một cái ấy, thì em có thể tạo thành cái góc nhọn đây này. Đấy. Nhưng mà có cái khác, cái là ở đây mình chỉ có một cái điểm neo đúng không? Của một bên này, bên này không có đấy. Đúng không? Bên này là điểm neo này, điểm neo là của cái điểm này chứ điểm này ở phía bên này là không có điểm neo đúng không? Nó chỉ cái điểm có cái điểm neo ở phía bên này đúng không? Nhưng mà cái này là nó có cả điểm neo cả về hai phía, nhưng mà nó lại là điều chỉnh được với góc nhọn đúng không? Đấy nó hơi khác nhau một tí chỗ đấy đúng không? Đấy. Nhưng mà bấm mượt thì nó lại liên kết với nhau. Ừ, thì tất nhiên. Đấy, ấn một cái thì là nó sẽ lại liền lại với nhau. Tóm lại là bây giờ cái này đấy, cái trong cái đoạn này đấy, anh chỉ muốn nói là về cái cắt nối hình đấy. Đấy thì sau khi mà ấn lại đây thì nó lại quay lại là hình kín rồi, lại đường kín rồi. Em shift x cái là nó lại thành một cái liền hết đúng không? Đấy, cái quan trọng cái phím tắt là phải nhớ ấn phím tắt. Chứ vừa rồi là tại vì anh dạy cho em để cho mọi người cùng dễ xem, dễ nhìn ấy, thì anh ấn cái này thôi. Chứ còn không là cứ ấn phím tắt thì nó rất là nhanh. Shift x đây. Là nó đổi qua đổi lại giữa hai cái chế độ đấy đúng không? Cái đấy là mình rất hay dùng đúng không? Nét với đường đúng không? Thứ hai nữa là hôm trước anh cũng chưa nói rõ nhiều về cái việc là đây này, cái dấu gạch ở đây này. Cái dấu gạch này có nghĩa là nó biến thành là trong đi đúng không? Ví dụ Shift X là cái này thành có màu và không có nét đúng không? Thì có nghĩa là nét là không có đúng không? Ở đây nếu mà mình đổi thành có nét thì là mình chọn phần màu đây là nó sẽ hiện ra có nét đây đúng không? Còn nếu mà ấn vào cái này tức là none đây, tức là không có gì cả thì nó sẽ thành trong. Đúng không? Ngược lại thì là nếu mảng thế đây, ấn vào cái này thì không có gì thành trong đúng không? Đấy thì có phải là lúc nãy cái mà em muốn vẽ cái kia đấy, như anh nói là em vẽ cái đường này đúng không? Em vẽ cái đường cong này. Đây nhá. Thì có phải cái bài toán này là nó giống như cái câu chuyện là lúc nãy là em vẽ cái đường cong này. Đây vừa rồi là thao tác cái lệnh ấy này. Thao tác cái lệnh reflect này, con chuột T này. Đấy. Ở đây này, chọn theo chiều này. Nó lật lại này, đấy. Đúng không? Thì copy ra một cái nữa này. Đây cái anh dùng lệnh tắt nó rất là nhanh đúng không? Đấy. Đây, thì có phải là lúc em muốn vẽ cái này. Đúng không? Em tự vẽ đúng không? Em vẽ thêm cái nữa ra đây nữa. Đúng không? Thì là em muốn thành một cái hình liền đúng không? Nhưng mà bây giờ nó lại có một cái đường ở đây đúng không? Đây. Phá vỡ nó ra này. Đấy. Thế xong rồi connect nó lại này. Đấy, connect hết lại này. Đấy, em thấy không? Em thấy cái cách anh vẽ chưa? Đúng không? Tức là tóm lại là bây giờ đấy, câu chuyện là em muốn vẽ một cái hình như này đúng không? Ừ. Em muốn vẽ một cái hình như anh đang vẽ đây. Dạ. Thì đáng lẽ là cách vẽ trước là có phải là em đầu tiên là thế là em sẽ phải vẽ lại hết đúng không? Ừ. Có một cách đầu tiên là em sẽ phải vẽ hết, vẽ theo từng cái đường cong rồi xong em kéo xuống đây đúng không? Đúng không? Nhưng mà nó sẽ không đảm bảo là hai hình giống nhau đúng không? Ngược nhau đúng không? Hoặc là em sẽ phải vẽ một nửa.
đúng không? Em vẽ một nửa đây, ví dụ đây, đúng không? Em vẽ một nửa đây, tự xếp đây, đúng không? Đấy, xong rồi cho hai nửa này nhân đôi lên, đúng không? Thì đó cũng là một cách gần giống như thế, đúng không? Đấy, vẫn phải nối điểm, đúng không? Đấy, vẫn phải nối điểm đây, đúng không? Còn kia cũng là một cách, đúng không? Tức là anh vẽ hình chữ nhật xong anh bỏ cái phần kia đi, sẽ anh nối điểm đấy, đúng không? Đấy, thế là tóm lại là anh vẫn làm được cái việc đấy. Thì đấy là cái mà nối điểm với phá điểm là hai cái cục để cái vụ vẽ hình. Thì khi anh vẽ nhiều những cái hình lòng ngoằng là kiểu gì cũng sẽ dùng đến. Đấy. Tiếp tục nhá, tiếp tục về cái chuyện vẽ hình nhá. Đây. Đấy, anh vẽ ba hình tròn. Anh vẽ ba hình tròn đây. Thế có thể thấy là nó đang có phần đè lên nhau, đúng không? Yeah. Nhưng mà cái hình này đè lên hình khác dưới, đúng không? Bên nó có một cái công cụ là công cụ này. Shape Builder Tool này, Shift M. Đấy, Shift M này. Đấy, là Shape Builder Tool nhá. Khi em ấn cái công cụ đấy này, giữ công cụ đấy nhá. Thì em thấy không? Khi em di chuột đâu nó có cái phần mờ này không? Yeah. Đó, anh làm thử nhá. Di chuột này. Đấy không? À. Đấy. Có nhìn thấy nó bị mất cái ngăn cách đi. Thấy nó nối với nhau không? Yeah. Đó. Đấy. Nó nối hình với nhau, đúng không? Nối luôn vào nữa này. Đấy. Thì nó gần giống như là cái lệnh này, đúng không? Nhưng ở đây là mình có thể chọn được. Đúng không? Vấn đề ở đây là nếu mà mình không dùng cái lệnh này ấy, ví dụ em muốn làm như thế ấy, ví dụ đây là anh gom hết, nhưng anh chỉ muốn là ví dụ hai cái này với nhau thôi. Đây này, anh muốn hai cái phần này với nhau thôi này. Đúng không? Ví dụ nếu lúc đấy anh muốn hai cái hình này với nhau thôi thì đầu tiên anh phải gom hai hình này trước này, đúng không? Sau anh trừ đi cái hình ở trên này, đúng không? Đúng không? Là hai thao tác, đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu mà vừa rồi là em có thể làm được là em lệnh Shift M đấy bằng cái công cụ là Shape Builder Tool này. Đấy, em đưa một phát này, em đưa một đường này. Đấy. Là nó cắt qua nhau luôn. À đấy, nhưng mà ở đây là em phải để ý là phải có hình trên hình dưới đấy nhá. Nó lấy được từ hình dưới đi lên đấy, chứ hình từ trên xuống thì lại không được này. À, cũng vẫn được này. Vẫn được này. Tức là nhiều khi là cứ thử thôi. Vừa rồi là anh chọn cả ba hình, nhưng mà anh chỉ vẽ sang hai hình thì không được. Đấy, tức là cứ tùy. Cái lệnh nhiều khi là mình cứ phải thử lệnh. Đó. Đấy, tóm lại biết là lệnh nó như thế, còn cái để mà biết là lệnh nó sẽ hoạt động như nào ấy thì mình cứ thử. Đây, ví dụ anh nối phía trong này lại với nhau đây. Đấy, thấy không? Đấy, thế là mình được một cái hình này. Đấy, thì nó cũng gần giống như cái này, nhưng mà ở đây là mình chủ động hơn trong cái việc là mình sẽ lấy phần nào, đúng không? Khi mà các hình nó giao vào nhau như thế, đúng không? Đấy, thì đấy là một cái tương đối hay. Có một cái nữa nhá, ví dụ trong quá trình vẽ nhá. Ví dụ em đang vẽ cái này đây. Ví dụ trong một cái hình chữ nhật đây, trang trí nhá. Em có hai cái nhánh hoa đây, em để vào đây. Đẩy lên này. Bỏ cả viền luôn đi cho nó dễ nhìn này. Đây, ví dụ em có hai bông hoa em lấy vào như này. Đấy. Thì bình thường là ví dụ nếu mà như cái lệnh mà em muốn cắt cái phần này đi để lấy hiển thị bông hoa thôi, đúng không? Thì em lấy đúng trong hình này thì em phải dùng cái lệnh clipping mask, đúng không? Đúng không? Để em chọn hai cái này và em ấy, đúng không? Make clipping mask đây, đúng không? Là xong, đúng không? Tức là nó tụt vào trong này, đúng không? Nhưng mà để ý nhá, khi anh di chuột lên này, em thấy cái đường mờ mờ ở trên không? Đấy, thấy cái đường mờ mờ ở trên không? Tức là tóm lại là đây là nó chỉ là cái vấn đề về hiển thị thôi. Đúng không? Nó về hiển thị thôi, tức là nó bọc, nó giống như một cái gói giấy bọc lại.
đấy, để không, để che đi những cái phần phía trong thôi, chứ thực tế thì khi em nhảy đúp vào ấy, nhảy đúp vào cái hoa vẫn còn nguyên, đúng không? Đúng không? Đấy thì anh lại release ra nhá. Nhưng ở đây ấy, nó có một cái vấn đề là nếu mà mình muốn cắt thật cái này, đúng không? Đúng không? Cắt thật cái này thì mình lại phải dùng cái công cụ này, đúng không? Đúng không? Là cắt đi, bỏ đi cái phần đây, cắt đi phần dao này, đúng không? Đúng không? Bỏ đi phần dư này, đúng không? Nhưng mà như thế nó lại mất cái nền ở dưới, đúng không? Thì có nghĩa là nó mất cái nền ở dưới mà em vẫn muốn giữ cái nền này, đúng không? Ở đây em chỉ muốn lấy là bỏ cái phần dư của bông hoa thôi, đúng không? Đúng không? Thì là em Ctrl C nhá. Là copy, đúng không? Lệnh Ctrl C là copy này. Sợ em Ctrl Shift V. Nó copy đè lên đúng cái chỗ đấy. Ctrl Shift V. Nó đè copy đè lên đúng cái vị trí đấy. Thì bây giờ em chọn cái này xong là em đúng không? Là xong, đúng không? Thì có phải là em vẫn giữ nguyên được cái bông hoa này và em không bị mất cái hình này dưới, đúng không? Đúng không? Em hiểu vấn đề chưa? Thế nếu mà anh không dùng lệnh Ctrl Shift V nhá, anh chỉ Ctrl V không thôi nhá. Ctrl C xong này, Ctrl C nhá. Bây giờ Ctrl V này. Em thấy nó nhảy đi một vị trí linh tinh không? Anh ra đây nó ấn một cái nó lại nhảy đi linh tinh này. Đúng không? Tức là nó nhảy vào chính giữa của cái khung hình, mà chính giữa khung hình thì nó không đúng là cái chỗ mà mình đang muốn làm, đúng không? Thì Ctrl Shift V là nó sẽ paste vào đúng cái chỗ vị trí đấy, đúng không? Và mình lấy được cái hình này, đúng không? Okay. Thấy không? Thấy nâng cao chưa? Vâng. Vãi cả nâng cao, đúng không? Cũng là một thứ cách mà nhiều thứ, nhiều loại. Đấy, nhiều, rất nhiều cách, đúng không? Thì quan trọng là mình phải ứng dụng cái gì để cho nó dễ. Lại có một cái kiểu cắt khác nhá. Eraser tool này. Eraser tool. Okay. Đấy. Nhìn này. Đấy. Thấy chưa? Ừ. Đấy. Thấy không? Được. Rất nhanh, đúng không? Tức là mình muốn xóa nhanh. Cái này là cái không cần quá kỹ. Ví dụ anh chỉ cần khoảng 3 cái cánh hoa này thôi. Còn không cần quan tâm quá nhiều. Đây, eraser tool này. Shift E. Shift E nhá, eraser tool nhá, đúng không? Anh cần xóa nhanh. Anh sẽ không quan tâm đến cái chuyện là cái chỗ nó màu này thừa thiếu nhiều nhiều ít linh tinh nào, đúng không? Anh xóa rất nhanh luôn. Đúng không? Đấy. Okay. Đấy, thay cho cái việc là anh lại phải tạo một hình này, đúng không? Anh tạo một hình cho anh lại chọn lệnh cho anh ấy, đúng không? Ừ. Anh đánh vèo phát là anh xong luôn cái đấy, đúng không? Đúng không? Yeah. Đấy. Thì đấy là một cái mà tương đối hay trong cái ứng dụng của cái lệnh đấy. Rồi lại có một cái nữa nhá. Một cái nữa liên quan đến cái việc này, ví dụ như là ở đây. Đây có một cái hình này nhá. Một cái hình này, đúng không? Bây giờ anh muốn cái hình này này phóng to ra. Ta vẫn có cái bông hoa trong này nhá, đúng không? Phóng to ra để bằng đúng cái hình này. Em hiểu vấn đề không? Thì bây giờ em chọn hết đi, cái này ví dụ group đi. Nó đang làm group, đúng không? Hoặc là tức là nó vẫn phải đúng theo cái tỷ lệ các thứ mọi thứ như này. Vẫn phải giữ bông nguyên bông hoa này. Nhưng anh muốn là cái này nó to đúng bằng cái này đi. Giữ shift kéo thì đây. Nó rất là khó, đúng không? Em phải ướm bướm bằng mắt, đúng không? Em không thể nào biết lúc nào nó chuẩn đúng bằng cái kia được, đúng không? Đúng không? Nó vẫn có thể lệch lên lệch xuống một tí, đúng không? Lệch lên xuống một vài ly hay không thì mình không biết, đúng không? Đúng không? Thì có một cách nhá, đúng không? Là mình đây. Ungroup ra đã. Ctrl C này, Ctrl Shift V lại lên trên này, đúng không? Chọn toàn bộ cái này này. Mình make clipping mask này. Đúng không? Bây giờ em phóng này. Tại vì nó mất các cái râu ria ở ngoài rồi mà. Thì khi em kéo lên là nó bắt điểm luôn vào đây này. Nó tạo nó nhìn thấy tím tím nó bắt dính luôn vào đây đấy. Đấy, đúng không? Đúng không? Là nó bắt dính đúng bằng luôn, đúng không? Lúc đấy em lại release ra. Đã hiểu vấn đề chưa? Ừ. Okay. Đúng không? Nó gọn gàng thì nó mới căn được. Đúng không? Tức là nó không bị dính những cái thừa. Tại vì nếu mà lúc nãy mà kéo thì là nó đâu có cái điểm này để mà nó ướm sang đây đâu. Đúng không? Đúng không? Đây đây, giữ shift này. Khi em giữ shift em kéo này, em đưa vào hình này. Em đưa ra hình bên cạnh này thì nó sẽ chạm một cái là nó sẽ hiện ra cái impact này và nó dừng lại một tí, nó dừng lại luôn. Nó khực ngay đấy, là nó sẽ dính vào cái này là để nó đấy, đúng không?
Hoặc là có thể chọn kích thước của cái này là bao nhiêu thì lấy đúng kích thước ở đấy thế. Ví dụ cái này kích thước là đang đây này. Chiều ngang chiều cao đây này, đúng không? Thì mình chọn cái này và mình paste đúng cái chiều đấy vào đây, đúng không? Thì nó giống nhau luôn, đúng không? Đấy. Thì là xong, đúng không? Xong rồi mình lại tháo cái này ra, release clipping mask này ra. Đúng không? Đấy, thì đấy là những cái mà một vài những cái mẹo trong cái quá trình vẽ để mình ấy nó dễ hơn ấy. Đấy. Giờ anh nói tiếp một số cái nhưng mà hôm trước đang nói dở. Đây. Cho một bộ chữ đây. Cho chữ này nét nó dày dày tí cho màu mè lên dễ. Đấy nha. Thì hôm trước anh đã nói với cái gradient rồi đúng không? Sao lại không hiện lên đây? Sai lầm gì đây? À chưa convert. Chưa convert chữ hình như. Hình như thế. Chưa convert chữ thì không ấy màu gradient rồi sao ấy? Để thử lại xem nào. Ship all. Chứ còn vớt chữ nữa. À không, đây là đang gì nhỉ? Sao thế nào mà lại thành đen trắng này nhỉ? Không hiểu lắm, nó có vấn đề gì đấy. Mình đang làm sai gì chăng? Cái hệ màu anh đổi cái con phim nó đen. Không, vẫn màu mà sao lại chuyển sang màu chuyển không được nhỉ? Khó hiểu thế nhỉ? Đấy. Thì hình như là chữ không được cái sao ấy, chữ không đổi được màu thế sao ấy. Đấy. Phải là hình, biến nó thành hình mới chuyển màu được. Đấy nhá, đúng không? Thì khi mà em đang chọn tất cả này, em đổi, ấn đổi màu đúng không? Đổi thành cái màu gradient đấy thì em sẽ thấy là nó sẽ đều đổi tức là từng chữ một giống nhau đúng không? Tức là từng chữ một đều là chuyển từ vàng sang cam đỏ đúng không? Yeah. Nhưng mà anh không muốn thế mà anh muốn là chuyển từ cái đầu này là vàng sang cái đầu này là đỏ cơ. Anh hiểu không? Khi em ấn cả cái này nha đúng không? Thì mỗi cái hình nó là một cái hình rời. Yeah. Em ấn đổi màu cái là nó đổi thành như thế đúng không? Yeah. Đấy. Nhưng mà anh muốn là nó từ đây là ví dụ từ vàng đây sang tận cam đây nó chuyển đều cơ. Thì anh chọn vào cái công cụ gradient này. Anh kéo này, anh kéo bắt đầu từ điểm này nhá, anh kéo sang điểm này. Anh thấy vấn đề chưa? Đấy, đúng không? Vẫn giữ shift này, kéo này. Đúng không? Giữ shift để cho nó thành đường song song chứ nó không phải chéo lên chéo xuống. Đúng không? Đấy nhá. Thường cái thao tác giữ shift là hay có thói quen lắm, khi mà kéo cái gì đấy để cho nó giữ. Đúng không? Nó khác lúc lại đúng không? Hai cái khác nhau không? Thấy không? Đúng không? Kéo này. Đấy. Anh có thể kéo từ trên xuống này. Đúng không? Kéo chéo đi này. Đúng không? Đấy. Và trên cái chữ này nhá, muốn thay đổi nhá. Nhìn thấy điểm neo nhá, ấn vào đây này. Đó, sao không hiện ra nhỉ? Bình thường không hiểu sao cái này lại không hiện ra. Hiện ra cái gì? Điểm neo. Nó phải hiện ra thẳng cái điểm màu trên này luôn cơ. Lại có gì đấy sai sai rồi. Mình có thể sửa đây, mình có thể sửa đây. Nhưng mà cái này sao của anh nó nhiều nốt vậy ta? Đấy. Đây là nói thêm cái đấy. Em có thể thêm nốt này, giữ an này, kéo ra thêm này. À. Giữ an kéo ra thêm này. An thêm nốt. Cái lệnh copy là giữ an là kéo ra thêm thì là copy ra thêm một cái nữa. Rồi. Thì nó sẽ ứng dụng trong rất nhiều cái. Yeah. Đấy. Đúng không? Ví dụ chọn mỗi cái nốt đấy anh lúc đấy. Anh ở đây anh có thể đổi màu. Đúng không? Nhìn thấy bóng lộn đúng không? Hợp lý quá. Hợp lý đúng không? Mode đang là mode đúng không? Mode bóng lộn đang là bóng lộn đang là mode. Đấy đúng không? Đấy, xoay này. Đấy. Thấy chưa?
Đáng lẽ là cái này là... đây này, để anh thử lại xem, không hiểu sao nhưng mà đấy, tức là khi mà cái hình đơn này em thấy không, nó hiện ra cái thanh màu ngay trên đấy luôn để em điều chỉnh. Nhưng mà trong một cái hình này thì không hiểu thế nào mà nó lại đang không hiểu là nãy có convert chữ không gì cái convert rồi đấy, convert rồi đúng không? Ừ, này nó phải hình, nó phải có chứ ta, hay là nó bị ungroup ra đó không? Đấy là một trên một hình. À thế hiểu rồi, tức là khi nó là một group thì nó sẽ không hiện ra cái đấy. Tức là nó sẽ xem trên từng chữ một đấy, em hiểu không? Nó hiện rồi đó. Nó hiện như từng chữ một, tức là một hình thì không sao. Nhưng một cái cụm hình, một cái group thì nó sẽ không hiện ra. Nó hiện một lần 7 sọc luôn kìa. Đấy, tức là nó là một group thì nó sẽ không hiện ra. Đúng không? À đây thì nếu mà thế thì đây để anh sẽ lại ấy một cái nhá. Đây là path này. Make path, từ path. Là gì ta? Ừ. Cái về hình này, này. À đây đây. Đây đây, kéo xuống đây. Make compound path này. Thử lại thử nhá. Hiện rồi, thấy chưa? Là sao anh? Bí mật. Bí mật. Nó hiện ra chưa? Cái này khó lắm, cái này giờ phải thế nào mới nói. Cái này phải ngoan, hiểu không? Tức là nhá, rồi nhá, anh giải thích lại nhá. Cái này này, nó là một group. Vâng. Em thấy không? Em có thể, em khi em chụp phải đây em thấy cái chữ ungroup không? Dạ. Đúng không? Đúng không? Tức là lúc đầu nó là một hình đúng không? Khi anh control shift o nhá, đúng không? Thì biến nó thành một cái chữ như thế. Đúng không? Dạ. Control shift o là biến nó thành một cái chữ như này. Nhưng mà cái chữ đấy nó là một cái tổ hợp của group, tức là nó là một group. Em có thể ungroup ra đúng không? Dạ. Okay. Thì đây bây giờ đang nói tiếp nhá. Tức là lúc đấy nó là một group đúng không? Dạ. Thì là nó không được, nó sẽ không hiển thị ra đấy. Khi anh ungroup ra thì nó sẽ hiển thị ra luôn đúng không? Nhưng nó hiển thị cho từng chữ một đúng không? Dạ. Còn nếu mà nó làm một group thì nó sẽ không hiển thị đúng không? Dạ. Group lại này đúng không? Ừ. Có chân g group lại này đúng không? Khi kéo này không hiển thị đúng không? Vẫn kéo được đúng không? Vẫn kéo được màu nhưng nó không hiển thị đúng không? Ừ. Bây giờ nhá, ungroup ra này. Đã. Đấy, thế xong rồi là chọn tất cả này. Object này. Compound path này. Tức là bây giờ nó biến tất cả cái này thành giống như của thành một cái đối tượng, tức là thành một cái, nó gọi là biến thành một cái đối tượng, tức là nó gọi là liền thành một cái, gọi là một cái khối đấy. Đấy thì em ấn là nó hiện được đấy. Đấy, compound path thì nó sẽ thành giống như kiểu liền thành một khối với nhau, tức là nó một dạng giống như group. Thật ra nó cũng là một dạng giống như group, khi em ấn vào trong em vẫn có thể điều chỉnh được các thứ này. Đấy. Đấy, nó là một dạng kiểu như group, nhưng mà ở đây là nó khác, là em có thể điều chỉnh được màu miếng đường các thứ như thế. Đúng không? Còn cái kia là em không làm được. Nó không hiện ra cái phần line màu đấy đúng không? Đấy. Nó không hiện ra nhưng mình có thể điều chỉnh bên cái bảng bên này được. Ừ. Bây giờ có một cái nữa là cái này là group hay là không, để xem nào. Để xem là nó vẫn sẽ có sự khác nhau đấy, giữa hai cái gọi là group và không phải group đấy. Em thấy không? Khi mà cái này nó biến thành compound path rồi nhá. Ừ. Đúng không? Nó đang là compound path đúng không? Ừ. Anh nhảy đút vào trong đúng không? Anh chọn mỗi chữ A này thôi đúng không? Anh lấy màu này. Em thấy không? Nó cũng ảnh hưởng theo các cái kia luôn này. Dạ. Anh lấy màu xám tất cả cái kia cũng thành màu xám hết đúng không? Dạ. Anh lấy vào màu tất cả cái kia cũng lấy màu theo đúng không? Dạ. Đúng không? Đấy, anh lấy một màu nào đấy nó cũng lấy theo đúng không? Vâng. Đúng không? Đấy. Thấy chưa? Đúng không? Mặc dù anh chọn mỗi cái này đúng không? Tại vì nó là cùng, nó gọi là tính chất nó giống nhau, nó cùng là một cái vật thể. Kiểu thế. Còn cái này là group thì nó khác, nó vẫn là các cái rời trong đấy. Thì em chọn, em thay đổi thì em chỉ thay đổi một cái của nó thôi. Đúng không?
Đấy, khi anh dùng lệnh y ấy, anh dùng lệnh y để anh copy các cái tính chất ấy, đúng không? Thì nó chỉ thay đổi mỗi nó thôi. Đúng không? Đấy. Ví dụ tất cả đống này nhé, bây giờ anh lại biến vào làm cái combo part đây. Thấy không? Thì khi nó đang có một cái tính chất riêng của nó, đúng không? Bây giờ nó biến thành cùng một tính chất giống nhau về màu hết. Em thấy không? Chứ nó không thể nào một mình nó một kiểu một màu nữa. Đấy, em thấy sự khác nhau chưa? Đấy, đấy là sự khác nhau. Đấy, và ở đây nữa là em biết thêm được cái việc là em có thể thêm màu, đúng không? Em có thể thêm màu, em có thể add màu, em có thể kéo khoảng cách màu lên này. Đúng không? Kéo giữa các khoảng cách màu thay đổi này. Thì ví dụ ở đây có thể làm cái kiểu màu gọi là màu vàng đồng này. Đấy, nó vào đây nhá, cái bảng lệnh swatch đây nhá, swatch màu đấy nhá. Open này. Thì nó sẽ có ở đây là cái gradient này, thấy không? Gradient này. Gradient mình chọn cái, ví dụ anh chọn cái là cái chọn cái là metal này. Metal này. Có màu vàng đồng. Thấy chưa? Đấy. Đấy, rất nhiều cái đúng không? Rất nhiều kiểu vàng đồng khác nhau đúng không? Đấy. Đấy, thấy chưa? Đúng không? Dạ. Làm một con offset vào nữa này. Cái phần này nhá, vừa offset ra xong nhá. Mình đã make compound path này. Make cho nó này. Tụt xuống dưới này. Cái phần này này, anh đổi đi này. Đấy. Thấy đẹp chưa? Thấy hiệu ứng nó nổi nó đẹp không? Đúng không? Mình nó hơi nhanh á. Nó hơi nhanh quá. Không, ý là làm nhanh quá chứ. Hết hồn hết vía. Đúng không? Là anh làm thành một lớp chữ khác đúng không anh? Mà thì cái đấy là cái mà offset thôi. Offset. Đúng không? Bây giờ đang nguyên lớp này đúng không? Dạ. Anh dùng lệnh offset nha đúng không? Dạ. 0.5 ra đúng không? Cái này dạy rồi đúng không? Cái gì dạy rồi anh sẽ dạy rất là nhanh. Làm đúng không? Tâm. Cái gì dạy rồi nếu không nhớ thì quay lại bài cũ. Vâng. Ok đúng không? Ok. Ok một cái thì bây giờ nếu em để em thoát lệnh ra ấy thì nó sẽ dính liền với nhau hết thành Đây nhá, anh thoát lệnh ra ngoài nhá. Anh nhấn vào thấy không? À không, nó cũng không dính liền. Nhưng mà đấy, tức là tất cả cái phần offset ra ngoài nó liền ra nhau thành một khối đúng không? Đúng không? Dạ. Đây. À thì cũng không cần phải offset đâu, bản thân nó đã là một cái khối compound path luôn rồi. Lúc này anh nghĩ là nó là các cái khối rời. Nhưng mà tại vì phải có cái offset đó thì cái viền với lại cái màu ở trong nó đổ theo hai chiều khác nhau kìa. Đúng không? Gì? À đấy, thì bây giờ lại nói thêm một cái nữa là đây anh release compound path nhá, thì nó lại thành các cái đối tượng rời nhá. Đấy, khi mà nó đang là compound path ấy mà em có cái lệnh release nó lại thành các đối tượng rời và nó rời luôn ra cả đây luôn. Đấy, tức là nó em thấy không? Em thấy cái sự ấy không? Thì bây giờ muốn lại quay lại là mình lại dùng cái lệnh này thôi, mình lại lệnh thủng lỗ này thôi, đấy. Đúng không? Ungroup ra thì nó lại thành các group rời nhá, đúng không? Cái group này này. Khi mà bây giờ mình rồi lại offset nhá, đúng không? Kéo ra ngoài này. Đấy. Thì em thấy nó dính liền với nhau không? Đúng không? Phải ấn group ra đúng không? Thì nó lại rời từng cái ra một này. Đấy. Thế còn như lúc nãy là compound path này. Cái này nó là có một cái liền một cái khối đúng không? Thì khi em dùng cái lệnh offset ra này, ấn ok ra cái này. Đấy, nó vẫn là một khối đúng không? Đúng không? Và ấn chuột phải này, đấy. Nó vẫn là một cái compound path đúng không? Đúng không? Em vẫn có thể đổi màu đổi miếc cho nó được đúng không? Dạ. Nhưng thằng này là em đổi là không được đúng không? Nó là một group rồi mà. Em đổi vẫn được nhưng mà nó lại sẽ ảnh hưởng đến từng cái riêng vẫn được. Đấy, đúng không? Đấy, tôi tóm lại là phân biệt hai cái đấy. Một cái là group thì khác với cả compound path nhé. Group là vẫn là các đối tượng nó vẫn là rời, các tính chất của nó vẫn là rời, màu sắc đường nét vẫn là rời. Còn cái compound path có nghĩa là một cái là nó đồng bộ là phải đồng bộ hết. Dạ. Hiểu không? Ví dụ cái này anh đặt nét cho nó nhá. Đấy, viền cho nó đấy. Đấy, viền một cái đặt là đặt hết. Đấy, tất cả nó đều sẽ ảnh hưởng nhau hết. Đúng không? Ok chưa? Lấy một cái hình này ra cho nó dễ nhìn.
Đây ví dụ một cái đuôi công này nha, đúng không? Em sẽ thấy nó có rất nhiều màu đúng không? Xanh đỏ tím vàng tím nhiều đúng không? Bây giờ nếu em muốn đổi màu của cái này, ví dụ em muốn chỉ đơn giản này, ví dụ là các phần màu hồng này biến thành một cái màu khác, ví dụ bây giờ đổi thành tông xanh hết đi, em không muốn có màu hồng trong này nữa, tức là chỉ xanh lá với xanh lam này thôi, em muốn đổi cái màu hồng trong này thì em phải đổi nha, bấm từng cái xíu, từng cái một đổi đúng không? Thì có mà đến mai đúng không? Đây edit này nha, edit này, edit color này, recolor artwork nha. Đấy em có thấy không? Trong này nó thống kê là nó có trong cái hình này có tất cả là 6 màu. Đấy. Có 6 màu tất cả trong cái hình này. Phần màu hồng đây đúng không? Đấy. Đấy. Đấy anh không thích màu hình hồng anh đổi thành màu tím cơ. Đúng không? Cho thủy chung. Đấy, kiểu thế. Nhưng đây là ít nhá, nó còn nó lại có một vấn đề khác nữa nhá, là có những cái hình đấy còn màu nó còn kinh khủng hơn cơ, ví dụ như cái hình vừa rồi. Anh chọn hết à? Đúng không? Ví dụ anh chọn hết. Nó vẫn lọc ra được. Em thấy số lượng màu đây không? Ừ. Ghi này, 76 màu đúng không? Đúng không? Ừ. Mà anh lại muốn đổi là tương đối thôi, tức là ví dụ anh tức là bây giờ tất nhiên là nếu mà muốn đổi hết thì sẽ phải đổi từng màu một đúng không? Ở đây là muốn đổi hết thì sẽ phải đổi từng màu một đúng không? Nhưng bây giờ anh muốn đổi tương đối thôi, là cái này nó sẽ đổi màu đi nhưng mà nó thay đổi kiểu tương đối, tức là nếu em muốn đổi từng màu một thì đúng là em phải đổi từng màu một, thì em vào đây em chỉnh từng màu một. Ví dụ màu đỏ là em phải chỉnh màu đỏ thay đổi đi rồi là anh thử nhé, bây giờ anh thử ví dụ thử thôi nhìn xem nó sẽ như nào. Thì khi mình chỉnh nó đi ấy, mình sẽ thấy là nó sẽ đổi ở dưới này. Đấy, em thấy cái váy cô này không? Đấy, thay đổi chỗ cái váy không? Đấy. Đúng không? Đấy, thế là mình sẽ phải chỉnh thử thì mình mới biết là cái màu đấy của mình ở đâu. Đúng không? Đấy. Đấy. Mình phải tìm cái mảng màu của cái váy đó mà còn phải màu bên cạnh của cái váy đó nữa. Thế nhưng bây giờ có một cái khác để đổi màu nhá. Đây ấn vào đây, nó sẽ có đây này, auto này, tức là nó sẽ có mấy cái này. Ví dụ chuyển thành 5 này. Em thấy màu nó bị bạc bạc đi không? Tức là nó sẽ gom màu, ở đây nó gom màu, tức là tất cả những cái màu đỏ, hồng, đỏ đỏ nó đưa về thành một cái tông màu, tất cả những cái màu vàng. Tức là từ bảy mấy cái màu thì bây giờ nó chỉ gom thành còn có 5 màu này thôi, đúng không? Thì em nhìn anh đổi đi nhá. Đấy, em thấy anh đổi đi không? Đấy. Nó tự đổi sắc độ luôn, nó tự thả sắc độ luôn. Đấy. À. Còn màu này. Đấy thì ví dụ như thế. Tức là thật ra cái này là một cái mà để chỉnh cho những cái hình mà rất nhiều màu, những cái hình vector kiểu nó kiểu đây nói ví dụ cho em, tức là những cái vector mà nó là một cái nền mà cực kỳ nhiều màu. Đây. Thì khi em ấn vào đây em sẽ thấy đây. Mỗi hình nó là một cái hình rất là nhỏ đúng không? Đúng không? Và cái hình này thì em ấn vào đổi màu này. Trông cái hình đấy thôi đúng không? Toàn cam cam vàng vàng thôi, hồng vàng. 387, tức nó còn nhiều màu hơn cả cái hình lúc nãy. Đúng không? Thì bây giờ em ngồi em đổi từng hình một à? Em hiểu vấn đề không? Dạ. Thì như lúc đấy anh đưa về một cái 5 màu đúng không? Đúng không? Xong anh đổi theo cái tông hồng này. Đấy. Đổi thành một cái tông hồng này đúng không? Ví dụ cái nào đậm thì nó cũng đậm, cái nào nhạt thì anh cho nhạt hơn tí. Đấy, cái nào nhạt nữa thì nhạt nữa. Thấy chưa? Đấy, hiệu quả chưa? Đúng không? Đấy. Làm cái phong khác luôn. Thì nó là như thế, ví dụ nó là như thế. Ở đây nhá, cái vừa rồi nếu mà như thế thì nó hơi nhiều màu, nhưng mà anh lấy ví dụ một cái cụm cây này thôi. Nó sẽ có là xanh, nâu với vàng đúng không? Ấn gút ra này, xanh, nâu, vàng này đúng không? Bây giờ anh lại thích nó là
gọi là ví dụ thành một cụm gọi là màu nó hơi ngu hơn tí, hơi ảo hơn tí, kiểu màu kiểu sau khi làm hơi thuốc ấy kiểu một tông màu gọi là sau khi làm hơi thuốc ấy. Ví dụ đây anh chọn ba màu nha, anh vẽ ba cái màu đấy nha, ví dụ ba màu đấy nha, anh chọn bộ màu này đúng không, ở đây nó có cái new color group này, anh nhấn vào đây này, đấy nó sẽ tạo thành một cái color group đây nhá, là ba cái màu này nhá, anh vào đổi màu này, đấy ở đây nó hiện ra cái color group luôn, anh vừa chọn đúng không, anh ấn vào đây này, ok này, à quên chưa chọn cái này, lại một màn trình diễn thất bại. Bây giờ có. Đấy thấy chưa, okay. Đấy tại vì ở đây là nó bị phá đi đúng cái màu xanh lá cây, nó lại ăn đúng vào cái màu trắng này. Còn cái này mà đổi sang cái màu khác thì là ok ngay. Đấy thấy không? Kiểu màu kiểu cắn thuốc ấy. Ừ. Đúng không? Cắn thuốc pha màu. Đấy. Hoặc là có thể đảo linh tinh ở nhau. Đấy. Đúng không? Hoặc là ví dụ đây này, trong cái bảng màu này, Open Source Library này, nó có rất nhiều những cái bảng màu này, ví dụ tông màu thức ăn hay tông màu thuốc hay tông màu gì đấy này, em có thể lấy một cái bảng màu, em có thể lấy một cái bảng, lấy một cái bộ màu của nó, đây, đây ví dụ lấy bộ màu này của nó đúng không? Đấy, ấn vào đây nhá, nó hiện ra ở đây rồi nhá. Thì chọn cái này đây. Đấy, nó hiện ra ở đây rồi đúng không? Tại vì lúc nãy mình đã chọn bên này rồi đúng không? Ấn vào này. Đấy. Thấy không? Đấy. Thì nó hơi kiểu linh tinh đi một tí. Nhưng thường mấy ai mà làm kiểu linh tinh như đâu đúng không? Mình sẽ làm theo kiểu có chủ đích đúng không? Nhưng có chủ đích thì mình sẽ phải đổi vào từng cái màu cơ bản của mình đúng không? Đấy mình sẽ đổi từng cái một đúng không, kiểu thế mình sẽ đổi trong cái cụm màu đấy của mình. Thường mới cả để ý là cái nào đậm thì sẽ là đậm, mà cái nào nhạt thì là nhạt đúng không. Ở đây cái này hơi nhạt hơn thì mình lại cho sáng hơn tí này, đấy thì nó đúng như cái bảng màu cũ kia đấy. Thì cái đổi màu này là một cái rất là hay. Đấy, trong những cái mà việc mình cần chỉnh sửa về màu như thế. Đấy, cơ bản hôm nay thế là đủ rồi đúng không? Là nhiều chứ. Nhiều quá rồi đúng không? Chào nhá, chào cả nhà nhá. Nhớ là cái này là phải làm bài tập. Học là phải đi đôi với hành thì mới nhớ được. Chứ còn học mà không hành thì không bao giờ nhớ được cả. Bye bye.